Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất và sau đây là nội dung chi tiết. 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên xảy ra 6 vụ cháy tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2023, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 125 triệu đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và quyết định xử phạt vi phạm hành chính 306 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như không tổ chức thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận thẩm duyệt không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, trình cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy phê duyệt, đưa hạng mục công trình vào sử dụng hoạt động khi chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ 20 cơ sở và đình chỉ 17 cơ sở vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Liên quan tình trạng thời gian qua Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy, Công an Hà Nội và cơ quan liên quan đã kiểm tra toàn bộ gần 40.000 cơ sở kinh doanh nhà trọ. Trong số này, có hơn 3.000 chủ nhà trọ đã bị xử phạt do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền hơn 12,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 672 nhà trọ bị tạm đình chỉ hoạt động và 75 trường hợp bị đình chỉ hoạt động, gần 16.500 cơ sở khác bị dừng hoạt động. Đối với chung cư mini, cơ quan chức năng đã kiểm tra 193 cơ sở, qua đó tạm đình chỉ 14 cơ sở và đình chỉ 4 trường hợp. Với hơn 5.800 loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà chức trách đã xử phạt 435 trường hợp với tổng số tiền trên 487 tỷ đồng. Cũng theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan chức năng còn kiểm tra 317 cơ sở trung cư trên địa bàn, qua đó xử phạt 4 chủ đầu tư vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền hơn 93 triệu đồng. Bệnh viện Nguyễn Đình Triều, tỉnh Bến Tre thông tin, 2 trong trường hợp nghi ngộ độc methanol nhập viện tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, 4 bệnh nhân từ 44 đến 55 tuổi làm vườn và thợ hồ nhập viện vào hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7. Tại bệnh viện, một ca khi vào viện đã hôn mê, giãn đồng tử hai bên. Xét nghiệm khí máu động mạch cho thấy toan chuyển hóa nặng. Các nạn nhân khác có chung biểu hiện lơ mơ, tiếp xúc chậm, khó thở. Các nạn nhân được hồi sức tích cực và lọc máu cấp cứu. Đến sáng ngày mùng 8 tháng 7, hai nạn nhân qua cơn nguy kịch. Một người đang được điều trị tích cực, sử dụng máy thở tại khoa hồi sức cấp cứu. Một ca có biểu hiện sốc, suy đa tạng, tiên lượng rất xấu đã được các bác sĩ hội trần chuyển lên bệnh viện chờ rẫy trong ngày 7 tháng 7. Tất cả các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm độc chất methanol. Theo người nhà của các bệnh nhân, ngày 5 tháng 7, các bệnh nhân tổ chức tiệc uống rượu tại huyện Cò Cầy Nam, tỉnh Biên Trang. Khi uống hết rượu, những người này lấy chai cồn rửa tay ra uống tiếp. Sau khi nhậu xong, những người này có triệu chứng khó thở nên lần lượt nhập viện cấp cứu. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một nam nhân viên công ty rơi từ trên cao qua hố thang máy xuống đất tử vong tại chỗ. Trước đó sáng ngày 8 tháng 7, nhóm nhân viên của một công ty được thuê đến khảo sát thi công cầu thang và một số hạng mục của căn nhà trên đường N23, khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức. Thời điểm này, nam nhân viên LDT 36 tuổi quê Đồng Nai cùng một nhân viên khác tên thờ đi qua căn nhà 3 tầng bỏ không ở đối diện để khảo sát mẫu cầu thang. Khi hai người đang trên sân thượng ở độ cao hơn 10 m anh thờ nghe tiếng động mạnh, chạy lại không thấy anh Tê đâu. Nhìn xuống hố thang máy, anh thờ thấy anh Tê nằm bất động dưới tầng trệt. Khi chạy tới kiểm tra, anh thờ phát hiện anh Tê đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ. Lướt trên mạng xã hội những ngày qua có thể thấy khá nhiều nội dung vỡ nợ mùa euro, nên cần bán đất, nhà, ô tô, xe máy, xin điện thoại thu hút được sự quan tâm và nhận được rất nhiều lượt bình luận từ phía cư dân mạng. Nhiều người đã vào trả giá cho những vật phẩm vì cho rằng giá sẽ rẻ hơn bình thường khi chủ cần bán gấp. Tuy nhiên cũng ý kiến cho rằng vỡ nợ mùa euro chỉ là bánh khóe, chưa trò của người bán nhằm mục đích câu khách. Theo các chuyên gia phân tích, việc bán tài sản vì thua cá độ bóng đá là lý do mà chủ tài sản và môi giới rất ngại chia sẻ. Vì vậy người mua và nhà đầu tư cần đặt nghi vấn trước những thông tin giao bán công khai như vậy, kể cả trong trường hợp bị thua cá độ thì họ cũng không nói ra bởi ba lý do. Thứ nhất, họ có thể bị ép giá giảm sâu hơn. Thứ hai, liên quan tới các yếu tố như phong thủy tâm linh. Những tài sản mà chủ bị vỡ nợ vì sợ dính dớp nên tính thanh khoản giảm xuống. Thứ ba, việc công khai bán tài sản vỡ nợ cá độ bóng đá không khác gì sự tự thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Theo các chuyên gia, không ít quảng cáo giao bán tài sản do vỡ nợ euro chỉ đơn thuần là chiêu trò marketing. Một số nhân viên môi giới đang tận dụng mùa bóng đá để hợp lý hóa việc chủ nhà cắt lỗ, thuyết phục người mua rằng họ may mắn mua được bất động sản với giá tốt. Việc người mua và nhà đầu tư bị cuốn theo các tin giao bán như vậy chính là hệ quả của hiệu ứng mỏ neo đây là một thiên kiến nhận thức thể hiện việc một cá nhân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phần thông tin được cung cấp ban đầu gây ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định vì vậy người dân cần cẩn thận từ khâu pháp lý đến giao dịch mua bán để tranh mua bán bị hớ hoặc bị lừa đảo theo thông tin từ Bộ Công an, cơ quan này đang điều tra xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm của các tổ chức doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng bình ổn. Trước đó, cuối tháng 6, Phòng An ninh Kinh tế Công an Hà Nội xác định có 4 năm nhóm riêng biệt thuê người xếp hàng mua vàng bình ổn tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV tại Hà Nội. Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm. Sau khi lấy được số xếp hàng, sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau đó các đối tượng sẽ tập trung lại giao cho người đứng ra thu gom. Một số người tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng khác để xếp hàng mua vàng. Hành vi thuê người xếp hàng mua vàng vi phạm Nghị định 89-2019 NDCP và sẽ bị xử phạt.